Xé ra lấy kẹo kìa. Ôi trời ơi, vào Quy Nhơn đi ăn gà chỉ tay. Lúc sáng này người ta bảo là đặc sản gà chỉ tay. Thế mình thì tưởng là gà, con gà là nó cuốn bằng chỉ, nhưng không phải, tức là ăn gà. Ok, cảm ơn chưa tôi em. Sao ok. Xong rồi là người ta ra mình chỉ con nào thì thịt con đấy. Chứ không phải là cuốn bằng chỉ. Đấy, khổ ghê cơ. Gọi là gà chỉ tay. Đang hot món trong đấy. Ok. Đinh lý chân lê. Ôi. Chị đi mô dứa, chị đang ở trong Quy Nhơn. Đây là con trai chị. Đây là cháu thứ 5. Còn thằng cu ở nhà là cháu thứ 6. Đấy. Nhìn thấy giống nào mọi người nhìn thế nào? Ta Bi vào đây con. Mọi người nhìn thấy đôi mắt của Bi giống mẹ Kiều chưa? Đó, đây là cháu thứ 5 nhá. Còn thằng cu ở nhà là cháu thứ 6 nhá. Cảm ơn Sơn San nhá. Sổ nhà không có gì ngoài con. Người ta giàu của nhưng mình giàu con các bạn. Nhà tôi đi đâu là một đội bóng luôn. Đấy, đi đâu là một mâm luôn. Có ai ở đang ở Quy Nhơn không? Đây chị Thanh Bình. Thanh Bình quê Thái Bình, hiện tại là đang chưa có người yêu. Vẫn đang cần tìm một người gọi là không cần phải giàu quá. Đấy, không cần phải gọi là đẹp trai quá, chỉ cần yêu vợ thôi. Đấy. Và sẵn sàng gọi là phục vụ lúc tuổi già. Đấy, đấy là quan điểm gọi là chồng tôi. À quên, chị tôi nhá. À ok bạn Sơn San nhá. Chị Bình là một trong những người bán hàng rất là giỏi công ty Thiên Phú, và đợt này được mời đi du lịch ở Quy Nhơn. Chiều nay chị em tôi sẽ ra biển tắm. Chiều nay đi tắm cho mát. Thích đi tắm biển cho mát ở Quy Nhơn, vừa sạch vừa đẹp thì về với Thiên Phú. Năm nay là đi Quy Nhơn. Sang năm là mình sẽ đi Nha Trang hoặc là Đà Nẵng hoặc Phú Quốc tùy. Ở đang ở Quy Nhơn Bình Định đây. Mua hàng nhà Kiều nhưng không mua hàng nhà em Kiều, nhưng gặp em phải cộng tác viên ăn nói khó nghe. Ôi dồi ôi, bà già khó tính. Bà ở lích là bà chụp ngay đây, tôi đập cho vào mặt luôn đấy chứ. Riêng mà cộng tác viên của tôi mà ăn nói bố láo với khách là tôi xử lý luôn. Bởi vì sao? Khách hàng là thượng đế. Mà nhất là hình như cái bà già khó tính này thì lại là một trong những khách hàng cực kỳ là gọi là thâm liên rồi. Cháu ở Nha Trang à? Ok. Bao giờ đi Nha Trang lên live thì gọi nhau ra đón nha. Đinh Lý Trần Lê. Vừa xem ảo thuật mọi người ạ. Mẹ mày xem ảo thuật xong rồi đéo mẹ mày hãi. Ông nhận là ông giỏi. Nó xuyên cái vào mũi giỏi. Không, cái quả ấy vào mắt, treo vào mắt là ghê nhất. Treo xuống nước vào mắt. Ghê quá. Cho hai con dao vào mũi. Xem xong rồi tôi hốt mãi. Ơi ở nhà ăn cua à? Cua bán chắc răng. Cua bán chắc răng. Ở nhà ăn cua này. Ừ. Ok. Ok Nguyễn Như Công nha. TP Vinh ok. Ông em chào. À rồi, bây giờ mới nhìn thấy, khổ lắm. Bây giờ cái Facebook nó buồn cười lắm, nó lúc nó nhìn được, lúc nó không nhìn được. Cảm ơn chị Mây Trắng nha. Lưu Vĩ ok. Thôi em đi về khách sạn đây các chị ạ, nắng ta há cả mồm ta. Đi về khách sạn chờ xe. Chờ xe đi về khách sạn các chị ạ. Hôm nay là đang ở trong Quy Nhơn và đi ăn gà chỉ tay. Lúc đầu người ta mời tôi đi ăn gà chỉ tay mà tôi bảo là gà chỉ tay là như nào, hóa ra là như này này.
Tức là mình ra đấy xong mình thích con nào mình chỉ vào đấy, gọi là gà chỉ tay cũng hay đấy nhỉ. Tên gọi rất hay luôn. Gà chỉ. Là gà chỉ. Gà chỉ muốn mua. Chị muốn mua sữa hạt. Chị mua sữa hạt mà chị vẫn chưa nhận được, về được. Ô chị Mây Trắng ơi, à, chị đặt hôm nào ấy nhỉ? Hàng bây giờ đi nhanh lắm, ngày 1, ngày 2 là đến mà chị. Ngày 1, ngày 2 là đến. Đi du lịch đây, Cường Phan Mạnh ạ, à, Phan Mạnh Cường ạ. À. Đi du lịch cho chị em ở công ty đi du lịch, người ta làm cả năm rồi. Tôi gọi là bớt chút thời gian cho đi du lịch. Ôi dồi ôi, tao nói thật, đời tao, tao chỉ muốn làm ca ve mà tao đéo làm được, Nguyễn Tú ạ. À. Tao nói mày nghe này, làm ca ve là một phải có sức chịu đựng. Hai là một ngày mày phải sướng được mấy chục lần, chứ tao một tháng tao sướng một lần là tao đã bị bệnh tim mẹ rồi. Cho nên là mày nhầm người. Thật sự mấy chị em là chị muốn làm ca ve mà đéo làm được, thật đấy. Tại vì sao chị đéo sướng được, không chịu được sướng. Đấy, xấu là kiểu sinh ra nó vất vả, nó quen rồi. Ừ. À ok chị Mây Trắng. Khổ thì tao chịu được, nhưng sướng quá tao đéo chịu được. Cho nên bây giờ mày bảo tao là kiều ca ve, tao thật sự luôn. Tao muốn làm lắm nhưng tao đéo làm được, khổ ghê cơ. Tư vấn dạ dày à? Chị Nguyễn Lan ơi, một là chị để số điện thoại lại, em cho nhân viên nó tư vấn cho. Bởi vì em...